Tự nhiên em thấy chán đời quá đại ca ơi. Thì mày bắt mấy con gián bỏ vô hang là hết chán. Vậy nếu như em buồn thì sao? Thì mày bắt chuồn chuồn. Thì lỡ nếu như em bồn chồn thì sao? Thôi mày bỏ đi ha. Mày thích coi phim heo không? Tao mở cho mày coi. Coi phim heo cũng là một cách giải trí. Lúc bồn chồn tao cũng hay mở coi lắm. Vui lắm nè, không che luôn đó. Ghê vậy? Đâu đưa coi. Chà mạnh mạnh lên coi cái thằng kia. Mạnh mạnh lên mấy đạn á. Ok. Chà đúng là phim heo ha. Coi xong muốn đi tắm ghê luôn. Tao thấy đi du lịch cũng là một cách đi giải trí. Em có leo núi. Ở đâu? Núi ông Cấm. Nhưng mà cuối cùng đâu có leo được đâu. Sao vậy? Thì núi ông Cấm mà. Cấm ai mà dám leo trời. Vậy cũng hỏi. Vậy tao đố mày núi gì bự nhất? Núi Đàn Ba. Nói giỡn chứ em có đi LA một lần rồi. Mà anh có biết LA là ở đâu hay không? Mỹ. LA là Long An đó. Tao chôn mày bây giờ. Mày có lầy cũng vừa vừa thôi, lầy quá chịu cho tao lầy với. Vậy chứ mày có đi Đài Loan bao giờ hay chưa? Có, em có tới Phật Quang Sơn Tự. Rồi tháp Tai Bi nữa, bao đẹp luôn. Tháp Tai Bi nó cao giống như là Bitexco của Sài Gòn vậy đó. Nói chung là Đài Loan thì cũng vui. Nhưng mà đi shopping mua hàng về Việt Nam thì hơi khó. Anh mua cái giống gì mà khó? Có mua cái gì đâu. Tao đem mấy trái thanh long mà nó tưởng tao đem lựu đạn làm hết hồn. Lần sau anh đi thì liên hệ công ty Trúc Việt đi. Chuyên chuyển hàng hai chiều Việt Nam Đài Loan. Mà xuất hóa đơn hai đầu gì cũng được hết. Hỗ trợ 24/24 luôn. Alo, công ty giao hàng trễ, shipper Nguyễn Văn Chậm nghe. Anh Chậm. Cho em hỏi công ty giao hàng trễ của anh có giao đúng giờ không vậy anh? Đúng giờ dữ lắm, chỉ có cái sai sai ngày à. Ok, chia tay. Chạy đi. Đi đâu? Chờ bao nhiêu? 30.000. Sao mắc vậy? 26.000 được rồi. Bớt xuống 4.000 tụi mày có giao được không hả ba con mắm thúi? Tại thích. Thứ rảnh thúi. Rảnh mày ngồi nấu xàm nè. Rồi bây giờ bắt đầu chạy được hay chưa? Chạy đi. Chắc chưa, tôi chạy đó nghe. Bây giờ mày chạy không? Không chạy là tao tự tử đó. Tin tao chút điểm nhấn mà không được thì thôi. Thắt dây an toàn, cột dây âu vú. Chạy từ từ thôi, em bị say xe. Từ từ cho bị bắt hàng chi vậy? Làm cái giống đất gì mà bị được dữ vậy hả? Em đi Đài Loan mua có chút đồ mà nó tính cướp mắt dữ quá. Bực quá em mới quýnh nhẹ cái thằng kiểm soát bị thương có 90% mà nó làm quá à. Chứ em có làm cái gì đâu trời. Em mua hàng Đài Loan tại sao không tới Trúc Việt đi? Biết thì đâu có bị rượt như vậy. Ở đó chuyên tìm kiếm mua hàng cho thanh toán luôn. Đài Loan với các nước khác nữa. Vậy kêu Trúc Việt thanh toán với thằng cớm này giùm em cái đi. Người ta là thanh toán tiền chứ đâu phải dù kia đâu bà nội. Ai biết đâu nghe thanh toán hiểu lầm. Mà Trúc Việt có thể chuyển hàng hai chiều, đường biển đường hàng không gì cũng được hết. Vậy đường cống chuyển được không? Anh hỏi câu này nghe, mấy đứa trên trển mới xuống phải không? Anh hỏi ai vậy? Tụi em mới xuống máy bay nè. Hẹn gì toàn nói chuyện trên mây không à. Mà hồi nãy anh nói công ty gì vậy? Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quốc tế Trúc Việt. Ê, má ơi. Sao chạy nhanh vậy? Gấp đi đầu thai hả? Đang bắt ỉa.